Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều gam màu xám, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và đầu tư công được xác định là hai trụ cột nâng đỡ tăng trưởng trong năm 2023. Đây cũng là hai điểm sáng trong quý 1 vừa qua. Tính chung quý 1 năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước, tăng 26,7% so với thời điểm dịch COVID-19. Kết quả này phản ánh hiệu quả của chính sách kích cầu nội địa trong thời gian qua, đặc biệt là sự ổn định của mặt bằng giá cả. Là cái sự đi tiên phong của các hệ thống phân phối hiện đại đã có được những cái kênh phân phối một cách bài bản, cách làm marketing hướng đến người tiêu dùng Việt Nam cũng hết sức bài bản và rất đáng trân trọng. Chúng tôi đánh giá cao và mong rằng các hệ thống phân phối hiện đại khác mà đang chiếm cái tỷ lệ tiêu thụ hàng Việt Nam ngày càng tăng cao lên đến trên 25% và hướng đến mục tiêu 42% vào năm 2030 thì sẽ phân phối nhiều hàng Việt Nam có chất lượng phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam. Cùng với tiêu dùng nội địa thì đầu tư công cũng được đẩy mạnh ngay từ đầu năm. Vốn đầu tư công thực hiện quý 1 ước đạt trên 91,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,1% cùng kỳ năm trước. Nhiều dự án khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cũng đã xong về thủ tục quy trình, cũng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm nay hơn các năm trước. Đầu tư công nó có một vai trò rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nói chung. Nó là một cái nguồn vốn mồi để tạo ra lan tỏa đối với đầu tư tư nhân, đối với đầu tư FDI và kể cả những cái dòng vốn khác, và là nó cũng tăng cái niềm tin cho nhà đầu tư và cho các doanh nghiệp. Cuối cùng là cái khi chúng ta tháo gỡ những pháp lý về đầu tư công thì cũng chính là tháo gỡ pháp lý cho nhiều vấn đề khác. Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Để đẩy nhanh tốc độ giải ngân, Bộ Tài chính cũng kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 sang năm 2023 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm. Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết trong quý 1 vừa qua, tình trạng chờ đợi, trầm lắng vẫn đang tồn tại. Đồng nghĩa với điều này, năm nay sẽ không xảy ra cơn sốt đất, bởi vì thị trường bất động sản đang ở trạng thái trầm lắng, thanh khoản thấp, đặc biệt là loại hình đất nền. Dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, thanh khoản trên thị trường bất động sản đang có xu hướng giảm rõ rệt, đặc biệt so với giai đoạn sốt đất nửa đầu năm 2022. Cùng với đó, sự thiếu vắng nguồn cung phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp với túi tiền của số đông người dân xuất hiện. Giá căn hộ tại các thành phố lớn tăng liên tục và chưa có tín hiệu dừng lại. Thị trường cũng tiếp tục ghi nhận thông tin giải thể, tạm ngừng hoạt động của một số lượng lớn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Giá bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền ở những khu vực từng xảy ra sốt đất, tiếp tục được điều chỉnh về giá trị phù hợp, tương xứng với giá trị đầu tư vào nội tại sản phẩm và hạ tầng của khu vực. Từ những dữ liệu được ghi nhận, các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản năm nay sẽ khó có thể xảy ra tình trạng sốt đất. Tuy nhiên, xét về lâu dài, đất nền vẫn là loại hình đầu tư tiềm năng, bởi hiện nay tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội là khoảng 49% và thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70%. Cả nước ta có 8 tỉnh thành có tỷ lệ đô thị hóa trên 50%. Như vậy là vẫn còn dư địa phát triển và nhu cầu về đất đai luôn hiện hữu. Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa công bố tổng doanh số cho vay tín dụng chính sách xã hội đã đạt hơn 21.800 tỷ đồng. Số tiền này đã giúp đỡ hơn 480.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Nguồn vốn chính sách cũng tạo việc làm cho gần 130.000 lao động, giúp gần 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp hơn 17.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, xây dựng hơn 350.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn, hỗ trợ xây dựng gần 500 căn nhà cho hộ nghèo và gần 1.400 căn nhà ở xã hội. Các chính sách hỗ trợ kịp thời này đã đáp ứng nhu cầu vay vốn, góp phần ổn định cuộc sống của người dân. Sáng nay tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức Ngày hội Tư vấn Khởi nghiệp cho Thanh niên năm 2023 với hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham dự. Các đoàn viên thanh niên được trao đổi, gặp gỡ, tiếp xúc với các chuyên gia về khởi nghiệp, tìm hiểu các mô hình khởi nghiệp của thanh niên thông qua các sản phẩm khởi nghiệp của Thanh niên Quảng Bình. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng bố trí các gian hàng về tư vấn hướng nghiệp,
tư vấn giới thiệu việc làm, tư vấn tuyển dụng lao động, tạo dựng cầu nối giữa các doanh nghiệp và các đoàn viên thanh niên trong vấn đề tư vấn khởi nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp, công ty cũng sẽ tìm hiểu, tuyển dụng được lao động phù hợp với định hướng phát triển của nhân lực của đơn vị. Các bạn đoàn viên thanh niên, người lao động sẽ có được nhiều cơ hội làm việc phù hợp với trình độ, năng lực của bản thân.